thứ vô dụng nhất trên con xe ba bánh của mình. Mình mang xe lăn theo thế này này mọi người, và mình ngoắc lên đây, thế là xong. Mở bài lạc đề đấy. Cuối cùng cái nào là cái vô dụng nhất? Là cái chân trống chứ là cái gì? Thử đi. Không chạm đất. Đúng không? Thế anh dừng đèn đỏ kiểu gì? Muốn biết thì lên xe đi. Nghe anh. Dừng rồi đây, không cần gì chân trống đâu. Đúng là vô dụng thật.